Hướng dẫn lựa chọn căn hộ chung cư mang lại may mắn, bình an và tài lộc cho gia đình bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà Tốt. Thưa anh chị, trong cái quãng thời gian mà Hòa làm những cái dự án căn hộ chung cư cũng như là quãng thời gian mà Hòa làm trong cái lĩnh vực môi giới bất động sản này, thì Hòa luôn luôn phải bổ sung cho mình những cái kiến thức để mà có thể giúp khách hàng của Hòa đạt được những cái mong muốn của họ. Thì Hòa, một câu hỏi Hòa luôn đặt ra trong lúc mà làm việc với những khách hàng là liệu rằng khách hàng của mình lựa chọn cái căn hộ này, anh ý, chị ý có đạt được những cái niềm vui, hạnh phúc, cái cuộc sống của anh chị ý có được tốt lên hay là không. Đấy là một cái yếu tố rất là quan trọng và cái mong muốn mà Hòa muốn để mà gửi gắm đến tất cả những khách hàng của mình. Một trong những cái yếu tố đó là một cái yếu tố rất là quan trọng là Hòa phải có được những cái kiến thức để mà có thể giúp được khách hàng mình lựa chọn được những căn hộ tốt. Thì thưa anh chị, trong cái lĩnh vực bất động sản thì bao giờ cũng như vậy, nó liên quan đến một cái lĩnh vực rất là quan trọng, đó chính là phong thủy anh chị. Phong thủy thì chúng ta có rất là nhiều trường phái phong thủy khác nhau. Hiện tại thì chúng ta có khoảng 3 trường phái phong thủy, đó chính là huyền không phi tinh, đó chính là phong thủy bát trạch, các cái hướng đông tứ trạch, tây tứ trạch đó anh chị. Tiếp theo đó chính là phong thủy về hình thế. Vậy thì có rất là nhiều cái phương pháp như vậy và có rất là nhiều trường phái như vậy, nhưng mà trong cái quá trình mà Hòa cũng hỏi nhiều cái người thầy phong thủy thì Hòa thấy rằng là cái tính ứng dụng của cái huyền không phi tinh hay là vào trong cái cuộc sống, cái sự bố trí, cái sự logic trong cái sự lựa chọn cái căn hộ chung cư nó được ứng dụng tốt và hiệu quả hơn, và chúng ta có thể dễ dàng giải thích được hơn cho mọi người và dễ dàng áp dụng được cho bản thân của chúng ta ngay. Còn các cái trường phái kia thì đôi khi nó hơi cứng nhắc và nó có cảm giác như nó chưa được logic lắm. Vậy thì để mà giúp cho khách hàng của mình có thể là lựa chọn được những cái căn hộ nó mang lại cái sự tài lộc, may mắn và hạnh phúc, thì Hòa cũng phải tiếp lạc cho mình những cái lượng kiến thức nhất định trong cái lĩnh vực này. Và thưa anh chị, để mà như vậy thì chúng ta sẽ hiểu như này: phong thủy nó chỉ đơn giản là về xác suất thống kê của các bậc tiền nhân cha ông của chúng ta để lại từ những hàng ngàn năm trước. Ví dụ như là cái vị trí bếp thì đặt sao cho thuận lợi, cái vị trí phòng ngủ sao cho nó hợp lý, nhà vệ sinh sao cho hợp lý, rồi là phòng thờ, rồi là cầu thang làm sao cho nó hợp lý. Đó, nó càng hợp lý bao nhiêu ấy thì nó càng giúp cho cuộc sống của chúng ta thuận lợi và hạnh phúc bấy nhiêu. Đó thì mình hình dung là như vậy. Thì xong quá trình mà lặp đi lặp lại như vậy, tiếp xúc những cái thông tin như vậy, thì các cụ, các bậc tiền nhân của chúng ta rút ra được cái bài học kinh nghiệm cho mình, và từ đó đúc rút ra cái bộ môn phong thủy này. Chúng ta cũng có thể là hình dung một cách dễ dàng, đơn giản là như thế. Đó, thế thì ở đây khi mà lựa chọn căn hộ chung cư thì chúng ta cần lưu ý những cái việc liên quan đến cái bố trí trong căn phòng anh chị, bố trí của cái căn hộ đó và bố trí trong cái căn phòng đó anh chị. Thì ví dụ như là các cái vị trí như là đường đâm hành lang, đúng không anh chị, là những cái vị trí căn hộ đúng không nào, hay là cái việc lựa chọn một căn hộ chung cư, một cái tòa chung cư sao cho nó đạt được cái vị thế tốt nhất của một căn hộ chung cư, hay là còn gọi là địa lợi. Các cụ ta, bậc tiền nhân của chúng ta có ba cái điều mà chia sẻ lại cho cái hậu nhân, đó chính là thiên thời, địa lợi và nhân hòa, đúng không anh chị. Cái yếu tố thiên thời là cái yếu tố mà chúng ta không kiểm soát được. Cái yếu tố nhân hòa là cách chúng ta ứng xử, ăn nói, đi đứng, giao tiếp với mọi người để tạo ra cái sự yêu mến, cái sự đóng góp, cái sự giúp sức. Đó là nhân hòa. Và cái yếu tố thứ ba là cái vấn đề địa lợi. Địa lợi là cái việc vị trí chúng ta ngồi, chúng ta lựa chọn sao cho hợp lý nhất. Thì để mà giải thích cho anh chị cái vấn đề về địa lợi là quan trọng như thế nào, thì chúng ta có thể lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này. Có thể là nhiều anh chị sẽ không tin vào phong thủy, nhưng mà Hòa sẽ lấy cho anh chị một cái ví dụ như thế này liên quan đến cái vấn đề phong thủy và liên quan đến cái vấn đề địa lợi thì nó quan trọng như thế nào. Anh chị hãy tưởng tượng như này, có một gia đình, anh chị có một gia đình miền núi và một gia đình người thành phố, là gia đình được ăn học rất là bài bản, và một gia đình người miền núi ở trên vùng cao thiếu thốn mọi bề, không có đến chữ cũng không được học. Thì bây giờ mỗi gia đình đẻ ra một người con, và vô tình thì hai người con này bị tráo đổi cho nhau, anh chị, tráo đổi cho nhau. Cái người con, người dân tộc đó thì đi xuống nhà ông giáo sư để tiến sĩ này để ở, còn ông con ông giáo sư thì đi lên miền núi để ở với con của một người nông dân ở trên miền núi. Vậy thì cái điều gì xảy ra? Dù cái nguồn gen có tốt đến đâu, dù cái yếu tố có như thế nào anh chị, thì 20 năm sau, con của người miền núi được giáo sư tiến sĩ kia họ nuôi ăn học, họ sẽ trở thành một sinh viên, đúng không anh chị? Còn đối với bên kia, con của người giáo sư tiến sĩ này ở trên miền núi thì họ được nuôi dưỡng theo cách đó, và con của họ vẫn không biết chữ. Và cuộc sống của họ như thế nào thì anh chị có thể là thấy được một cái bức tranh trong cái suy nghĩ của mình là sẽ như thế nào. Nên cái vấn đề địa lợi nó chính là như thế đó anh chị. Thế thì trong cái việc mà chúng ta lựa chọn căn hộ chung cư, chúng ta cũng xét đến những cái địa lợi. Địa lợi là gì? Những cái sắp đặt, những cái bố trí, những cái vị trí quan trọng trong cái căn phòng. Như Hòa vừa chia sẻ, có bếp, có nhà vệ sinh, có phòng ngủ,
là những cái vị trí quan trọng cần phải bố trí xếp đặt sao cho nó hợp lý và nó tốt nhất anh chị. Thì phong thủy chúng ta hiểu đơn giản là như vậy. Hay là cái vị trí của một cái tòa chung cư này, thì căn hộ chung cư nào nó chiếm được cái địa lợi trong cái tòa nhà chung cư này, nó đóng vai trò cũng quan trọng. Nó sẽ giúp cho anh chị mang lại được cho anh chị những cái điều may mắn anh chị, những cái điều may mắn, và mang lại cho tránh được những cái điều rủi ro không may mắn đó. Thì phong thủy giải thích cách đơn giản lôm la nó là như vậy anh chị. Thế thì khi mà Hòa học về các cái phương pháp để học về phong thủy, thì Hòa cũng phải tìm ra một cái cách nào để dễ hiểu, dễ hình dung, và chúng ta có thể hiểu được một cách logic nhất có thể khi mà chúng ta áp dụng vào trong cái việc lựa chọn các cái căn hộ chung cư đó. Thế thì trong cái video này Hòa sẽ chia sẻ với anh chị để anh chị có thể là dễ dàng lựa chọn hơn, bởi vì có nhiều anh chị gửi đến cho Hòa những cái hình ảnh rồi là những cái mặt bằng rồi các thứ bảo nhờ Hòa chọn giúp xem giúp căn nào. Thì thực tế là Hòa cũng không có quá nhiều thời gian, Hòa chỉ có thể phục vụ những khách hàng mà đang làm việc trực tiếp với Hòa mà thôi, chứ còn nhiều anh chị hỏi như vậy thì Hòa không thể là giúp hết tất cả mọi người được. Nên là Hòa làm cái video này, nếu như anh chị đang lựa chọn một dự án chung cư nào đó thì anh chị có thể sử dụng, áp dụng những cái điều này vào trong cái việc lựa chọn căn hộ chung cư của mình đó. Thì thôi rồi, để không mất nhiều thời gian của anh chị nữa, chúng ta sẽ đi vào cái phần chính của cái video này. Thưa anh chị, để mà chúng ta lựa chọn được một cái căn hộ chung cư thì chúng ta cần phải xem được cái vị trí, đầu tiên là vị trí bố cục của cái căn hộ này, trong tổng thể cái tòa nhà nó có đạt được cái vị trí tốt hay không. Như Hòa vừa chia sẻ, nó gọi là địa lợi, đúng không nào? Địa lợi thì chúng ta cần phải tránh những cái vị trí nó không tốt đó. Thì để mà nói như vậy, mỗi một tòa nhà nó lại rất là khác nhau, và để mà chia sẻ hết thì nó sẽ không hết được, bởi vì mỗi một cái sự bố trí nó lại khác nhau. Ví dụ như tòa nhà này thì anh chị có thể thấy rằng là hầu hết mọi người chúng ta sẽ muốn tránh những cái khu vực không tốt, những cái khu vực liên quan đến cái từ trường, anh chị, liên quan đến cái từ trường, liên quan đến cái rác, đúng không anh chị? Hay là những cái căn hộ mà chúng ta có những cái vị trí đường đâm vào thẳng căn hộ của mình. Thì cái vị trí đường đâm thực ra nó cũng không có quá nặng, đúng không anh chị? Thì theo góc nhìn của Hòa là anh chị chỉ cần làm một tấm bình phong để mà có thể chắn lại cái nguồn xung lực khi mà nó đi vào trong nhà. Anh chị tưởng tượng như cái luồng khí ấy, cái khí di chuyển đó, thì mình hình dung như này: nếu cái luồng khí đó nó rất là mạnh thì nó như là nước ấy, nó như là nước chảy, đúng không anh chị? Như là nước chảy. Nếu mà nó chảy nhẹ nhàng dịu dàng anh chị, thì chúng ta như là một cái dòng nước chảy dịu dàng nhẹ nhàng thì nó rất là êm ả và nó không có vấn đề gì cả. Nhưng khi mà nó có một cái áp lực lớn và nó tạo ra một cái dòng chảy như là lũ, nó như là lũ quét ấy, anh chị, lũ quét thì nó có sức mạnh rất là lớn, như là bão lũ thì nó có sức mạnh rất là lớn. Nên là cái khí này nó cũng tương tự như vậy. Nếu mà khí nó chảy dịu dàng nhẹ nhàng thì nó không có vấn đề gì cả và nó sẽ là tốt anh chị, nó sẽ là tốt. Nhưng mà nếu mà cái luồng khí trực diện nó quá mạnh như vậy thì chúng ta phải tạo ra những cái biện pháp để chúng ta ngăn nó lại, giúp nó ổn định lại và nó không ảnh hưởng đến nữa mà thôi. Thì dưới góc nhìn của Hòa thì Hòa hiểu như vậy để Hòa chia sẻ với anh chị. Thế thì bây giờ khi mà nói đến căn hộ để mà lựa chọn thì anh chị hãy hình dung là cái luồng khí của chúng ta, khí đi vào trong nhà thì nó theo cái lối cửa chính này. Nhiều người nói rằng là khí nó đi theo hướng cửa sổ, thì nó cái hướng ban công, hướng cửa sổ, thì theo cái góc nhìn của Hòa nó không phải là như vậy anh chị. Anh chị hãy tưởng tượng rằng một căn nhà nếu mà không có người đi ấy, không có người ở ấy, không có cửa ấy, thì cái đó không gọi là căn nhà, bởi vì chúng ta cũng không bay được vào trong căn nhà. Mà anh chị hình dung là nếu mà anh chị đóng cái căn hộ của anh chị lại 3 tháng không ở, thì anh chị sẽ thấy rằng là cái khí âm ấy, nó sẽ tích tụ trong căn nhà, những cái sự ẩm thấp, những cái sự rột lát, những cái sự bong rêu bong chóc nó sẽ xảy ra đó. Nhưng mà khi mà có người ở trong đó ấy, thì nó có cái dương khí anh chị, có cái dương khí, có người vào thì nó có dương khí, thì nó tạo cho cái sự ấm cúng trong căn nhà. Đấy là lý do tại sao mình bỏ cái căn nhà của mình một thời gian, mình không đi, mình về mình cảm giác rất là lạnh lẽo, chính là bởi vì là không có dương khí, mà căn nhà đấy nó tích tụ âm khí anh chị. Tích tụ âm khí thì anh chị hiểu đơn giản là như vậy đó. Thế thì một cái căn nhà như này, khi mà cái người, con người chúng ta khí nó lạp khí vào trong căn hộ ấy, là nó đi theo hướng cửa chính và nó đi vào cái tâm nhà. Cái tâm nhà là vị trí này rồi, đây tâm nhà. Thì anh chị hình dung này, tâm nhà nó là cái vị trí của hai đường chéo với nhau. Trong cái trường hợp là một hình chữ nhật này, nó rất là đơn giản, kéo hai đường chéo và tâm nhà nó sẽ ở đây. Thì khi dương khí khí nó đi vào trong nhà thì nó sẽ lạp khí bằng cách nó đi di chuyển từ cửa này, nó lạp vào trong tâm nhà. Từ tâm nhà này nó sẽ phân phối cái khí đi các cái phòng khác anh chị. Đó, theo cái góc nhìn phong thủy là sẽ như vậy. Chính vì thế, cái vị trí cửa đi vào ở đây, chúng ta cần phải lưu ý rằng là chúng ta sẽ tránh lựa chọn những cái căn hộ mà có những cái khu vực ví dụ như là nhà vệ sinh ngay cửa.
Thì thực tế trong cái việc mà lựa chọn căn hộ chung cư, anh chị bây giờ sẽ rất là nhiều căn hộ có cái cửa nhà vệ sinh ở ngay cửa này. Thì đối với những trường hợp như vậy, anh chị phải luôn luôn đóng cái cửa này. Khi mà anh chị không sử dụng thì phải luôn luôn phải đóng cái cửa này. Lý do tại sao? Lý do là bởi vì ấy, cái nhà vệ sinh thì nó là cái nơi mà nó sẽ là ẩm thấp, nhiều vi khuẩn, nó là bẩn, đúng không anh chị? Khi mà chúng ta đi mở cửa, chúng ta di chuyển như này, nó sẽ lạc khí vào trong nhà và nó cuốn theo cái khí. Nó đi vào trong nhà vệ sinh này, nó cuốn theo cái khí trong nhà vệ sinh này và đưa vào trong nhà và tạo ra cho cái phòng của chúng ta nó không được cái bầu không khí nó trong lành và nó tốt lành, nên là nó sẽ có những cái tác động xấu đó. Chính vì thế khi mà lựa chọn, mà chúng ta có cơ hội để mà lựa chọn một căn hộ mà cái khu vực nhà vệ sinh nó ở vị trí khác thì nó rất là quan trọng. Nó không nên là ở cái vị trí ngay cửa vào, bởi vì khi mà đi vào như này nó lạc khí luôn. Thì ví dụ như cái căn hộ này anh chị, thì cái vị trí của nó không có nhà vệ sinh ngoài cửa đó, thì nó sẽ là tốt anh chị, thì nó sẽ là tốt. Cái điểm tiếp theo khi mà chúng ta xem xét những cái nhà vệ sinh ấy, là chúng ta phải lưu ý rằng là cái khu vực mà nhà vệ sinh anh chị là không được chọn nó ở tâm nhà. Thì như anh chị biết là nhà vệ sinh, như Hòa vừa chia sẻ, nó là những nơi ẩm thấp, nó là những nơi có uế khí. Nếu mà cái nhà vệ sinh nằm ở trong cái tâm nhà thì nó rất là xấu anh chị, nó rất là xấu. Thì anh chị tưởng tượng rằng khí nó lạp vào đây mà nó lại đúng cái chỗ nhà vệ sinh này thì nó tỏa khí đi tất cả các phòng, thì cái người chúng ta ở chúng ta sẽ không được tốt anh chị, nó sẽ không được tốt lâu ngày anh chị, lâu ngày nó sẽ mang lại những cái bệnh, những cái vấn đề về sức khỏe đấy. Hòa chỉ nói đơn giản như vậy thôi, thì giải thích một cách đơn giản và logic nó là như thế. Tiếp theo ấy, là cái nhà vệ sinh thì chúng ta thứ nhất là không nên ở ngoài cửa chính này. Nếu có ngoài cửa chính này thì phải luôn luôn đóng cửa để nó không dẫn cái khí này vào trong cái căn hộ của chúng ta. Cái thứ hai là nếu mà tránh cái vị trí của nhà vệ sinh nó ở tâm nhà. Cái vị trí tâm nhà là cái vị trí rất là quan trọng anh chị nhá. Cái vị trí này nó cần phải được tĩnh, nên là vị trí này cũng không phải là vị trí đặt cầu thang anh chị. Hòa xem rất là nhiều căn hộ chung cư hay là xem những căn nhà dân ấy, là họ đặt cái cầu thang ngay giữa tâm nhà. Tâm nhà là phải tĩnh và phải ưu tiên thì sự tĩnh là ở cái tâm nhà này. Đó, thì đấy là một cái yếu tố quan trọng trong phong thủy. Để mà giải thích nhiều hơn thì Hòa không thể giải thích nhiều hơn với anh chị được. Nhưng cái tâm nhà nó là số 5 trong phong thủy ấy. Nó là số 5 nên là nó ở giữa nhà, nó cần phải được tĩnh lặng. Nói cho anh chị thấy rằng là như thế để anh chị hiểu. Thì đấy là cái yếu tố thứ nhất, là yếu tố nhà vệ sinh, đúng không anh chị? Đó, thì nhà vệ sinh ấy thì chúng ta cũng không nên để nó đối diện với bếp. Bởi vì đầu tiên là nhà vệ sinh nhá, chúng ta sẽ xong cái nhà vệ sinh đã. Xong bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bếp này. Sau đó chúng ta sẽ hình dung ra các cái vị trí khác. Đầu tiên là nhà vệ sinh, Hòa đã nói rồi. Sau đó là bếp. Bếp thì nó đại diện cho cái người phụ nữ trong gia đình, cho người vợ trong gia đình. Nên là cái nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của gia đình, cái nơi mà đun nấu, cái nơi mà mang lại cái nguồn dinh dưỡng cho toàn bộ cái gia đình của chúng ta là ở cái bếp này. Đấy anh chị, cái bếp này là cái vị trí rất là quan trọng trong một cái căn nhà chung cư hay là bất kỳ căn nhà nào khác. Nên là bếp thì không được hướng thẳng ra cửa chính, là cái yếu tố quan trọng. Ví dụ như là nhiều anh chị khi mà mua căn hộ chung cư hay là mua cái nhà ống là chúng ta xếp cái bếp nằm đối diện như này, nhìn thẳng ra cửa chính này là rất là xấu. Thì mình phải lưu ý là mình không nhìn ra cửa chính, bởi vì là nó có rất nhiều cái lý do là chúng ta không nên để trực diện như vậy. Đó, thì một trong những cái lý do đó chính là cái việc mà chúng ta kiêng là khi mà mở cửa ra là có thể nhìn vào bếp của nhà chúng ta ngay, là nó là rất là xấu. Hòa sẽ không giải thích sâu nhá, bởi vì thực ra giải thích sâu thì nó sẽ mất nhiều thời gian cho cái video này lắm, mà chúng ta nên tránh những cái vị trí đấy. Còn giải thích sâu thì nó sẽ là rất là nâu và nó có nhiều cái yếu tố lắm anh chị. Thế thì chúng ta không được lên để ở cửa chính đi vào này. Không, bếp thì không nên để vào cái nơi mà có thủy. Tức là gì? Chúng ta nhìn mặt bằng như này. Đầu tiên chúng ta sẽ không nhìn phía trước là nha anh chị. Phía trước là không nên nhìn vào cửa chính này. Thứ nhất, thứ hai là không nên nhìn vào các khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm. Đó, bởi vì gì? Bếp là hỏa, còn nhà vệ sinh đại diện cho thủy. Thì chúng ta nhìn như thế nó sẽ bị nghịch và nó sẽ không tốt. Thứ hai nữa là bếp cũng không nhìn vào phòng ngủ của chúng ta. Và bếp cũng không để đối diện bếp. Ví dụ như là có những gia đình hay là có những cái trường hợp là chúng ta cần phải đun nấu nhiều hơn, hoặc là hai gia đình nhiều thế hệ chúng ta để thêm cái bếp nữa đối diện cái bếp kia của mình. Tức là hỏa với hỏa nó cũng không tốt. Nó tạo ra những cái không may mắn về cái việc đi lại di chuyển của những cái thành viên trong gia đình. Mình sẽ dễ xảy ra tai nạn khi mà mình để bếp đối diện với bếp. Đó, còn bếp đối diện với các cái gì liên quan đến thủy là mình phải tránh. Thì bếp cũng không nên để nó ở bên cạnh. Anh chị, ở bên cạnh. Ở bên cạnh thì chúng ta sẽ không nên để nó với thủy. Nhưng mà nếu mà như chung cư ấy, thì ít nhất nó phải cách khoảng 70 phân trở lại ra thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì. Ví dụ các trường hợp này, bếp thì đối với các cái dự án căn hộ chung cư thì họ cũng tính toán rất là kỹ. Nên là họ sẽ không để gần với cái bồn rửa. Đó là cái kỵ. Cái tiếp theo ấy, bếp ấy, thì là nó phải
tựa vào một cái tường chắc chắn anh chị. Thì ví dụ trường hợp này nó tựa vào tường chịu lực, hay là những cái tường này là cái vị trí rất chắc chắn. Cái tiếp theo ấy là đằng sau của bếp thì cũng không nên dựa vào phòng thờ, không nên dựa vào nhà vệ sinh, bếp cũng không chung dựa vào cái tường của phòng ngủ. Chúng ta phải lưu ý cả cái vị trí nhà vệ sinh, phòng ngủ, cũng như là đấy là những cái yếu tố xung quanh mà vừa nói, trước này, bên cạnh này và đằng sau. Thế thì bếp cũng không nên để ở dưới cái phòng ngủ, phía trên là phòng ngủ anh chị thì cũng không lên, hay là phía trên là phòng thờ cũng không lên. Đó, đấy là những cái vị trí mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn căn hộ chung cư. Chúng ta phải xem cái vị trí của bếp ở đâu, vị trí của nhà vệ sinh ở đâu, thì chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta xem xét kỹ những cái vấn đề này. Thường các tòa nhà chung cư ấy, thì nó lối liền luôn một trục là toàn là bếp, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Đó, nó sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng mà đối với nhà dân ấy, thì thường là chúng ta để bếp ở dưới tầng 1, sau đó là có thể chúng ta để phòng ngủ hoặc là phòng thờ trên tầng 2. Như vậy nó không tốt anh chị. Đấy, thì đấy là lưu ý thêm cho anh chị trong cái vấn đề phong thủy liên quan đến cái vấn đề bếp. Một cái vấn đề nữa ấy, là anh chị không nên để bếp và nhà vệ sinh cùng một hướng anh chị. Cùng một hướng anh chị nhá. Không nên để nhà vệ sinh cùng một hướng. Ví dụ chúng ta xét từ cái tâm nhà ở đây, trong cái phong thủy thì để mà giải thích kỹ hơn ấy, thì anh chị hình dung là như này này. Chúng ta sẽ không để nhà vệ sinh và bếp, ví dụ nhà vệ sinh và bếp nó cùng một cái hướng như này. Đó, cùng một cái cung như này. Trong cái phong thủy nó gọi là cùng một cung. Thì chúng ta không nên để bếp và nhà vệ sinh nó cùng một cung. Đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình. Hoa sẽ không giải thích kỹ hơn được ở trong cái video này. Hoa chỉ nói là không nên để như vậy. Cái tiếp theo ấy là chúng ta tránh để cái hướng bếp ở cái hướng cung Tây Bắc anh chị. Tây Bắc, anh chị ví dụ đây là cái la bàn đây này, Đông Tây Nam Bắc chẳng hạn. Giống như cái dấu cộng này, Đông Tây Nam Bắc giống như cái dấu cộng này. Thì chúng ta sẽ không để cái khu vực bếp nằm ở hướng Tây Bắc, bởi vì là Tây Bắc là đại diện cho người cha trong gia đình. Đó, nên là chúng ta sẽ không để ở cái vị trí đó, trong cái trục đó. Bởi vì nếu mà để ở cái trục đó thì cái người cha, người gọi là trụ cột của gia đình sẽ bị ảnh hưởng đến cái sức khỏe, cuộc sống của họ. Đấy, thì mọi người phải lưu ý một số cái điểm như vậy. Thì anh chị có thể là xem nhá, anh chị xem. Thì khi mà xác định cái tâm nhà của mình rồi thì mình sẽ xác định các cái vị trí như thế sao cho nó phù hợp. Và với những cái chủ đầu tư mà có cái áp ứng dụng về phong thủy cao ấy, thì họ luôn luôn để ý đến cái điều này anh chị nhá. Họ sẽ không đặt bếp ở những cái vị trí phạm phong thủy đâu. Đặc biệt những cái chủ đầu tư uy tín, hiểu biết sâu về phong thủy, ứng dụng tốt về phong thủy, họ sẽ không làm như vậy anh chị. Đó, thì đấy là một trong những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và những chủ đầu tư thiết kế tốt họ cũng không để cái nhà vệ sinh vào cái tâm nhà này đâu. Đó, thì anh chị phải lưu ý nhá. Ví dụ như chủ đầu tư này họ đang thiết kế cái bản vẽ này thì anh chị sẽ thấy rằng là căn hộ của họ bố trí như thế nào, đúng không nào? Họ không để nhà vệ sinh ở ngoài này mà họ để nhà vệ sinh bên trong anh chị. Thì tất cả những cái điều này nói họ ứng dụng cái phong thủy vào trong cái thiết kế đó anh chị. Đấy là chúng ta đi qua cái bếp rồi, đúng không nào? Thế thì chúng ta tiếp theo chúng ta đi qua cái vị trí của các cái phòng ngủ. Cái phòng ngủ thì quan trọng nhất là cái đầu giường, cái đuôi giường anh chị. Thì khi mà chúng ta xem xét vào cái căn hộ chung cư ấy, thì chúng ta lưu ý rằng là đầu giường của chúng ta thì là không nên để đối diện với cửa sổ, cửa ra vào. Bởi vì là trong quá trình mà anh chị ngủ, anh chị nghỉ, anh chị mở cửa ra thì cái bầu khí, cái luồng khí lạnh ấy, nó đưa vào bên trong phòng. Và cái người mà nằm ngủ trong cái căn phòng đó họ rất dễ bị cảm lạnh và có thể là bị đột quỵ vào buổi tối khi mà chúng ta mở cửa lúc mà chúng ta ngủ. Bởi vì khi chúng ta ngủ ấy là cái nhiệt cơ thể của chúng ta lúc đấy là yếu nhất, lúc này dễ bị tổn thương nhất. Bình thường ra chúng ta đi xe máy kể cả trời có lạnh căm căm nhưng mà lúc này chúng ta đã có sự chuẩn bị rồi, nên là chúng ta rất là ít khi chúng ta bị ốm anh chị. Đấy, hoặc là chúng ta đi ra đường chúng ta phải che khẩu trang, chúng ta phải đủ các thứ đấy để bảo vệ chúng ta. Nhưng nếu mà trong buổi tối ấy, mà anh chị ngủ như này mà anh chị để cửa sổ phía đầu chẳng hạn, gió nó lùa vào thì nó sẽ tác động vào người chúng ta và chúng ta sẽ bị bệnh. Một trong những cái ví dụ đó chính là gì? Là khi mà chúng ta ngủ ấy, gió cửa sổ nó thổi vào thì những cái người đó thường sẽ bị lạnh bụng và sẽ dễ bị đại tràng anh chị. Đại tràng đó, thì đấy là một trong những cái yếu tố mà chúng ta để cái vị trí đầu giường. Đầu giường cũng không nên dựa vào bàn thờ, cái tường chung cái tường với bàn thờ nhé. Không nên dựa vào bếp. Anh chị thấy cái căn này không? Thì căn này ấy, nó cũng chẳng khác gì căn số 4 này. Nhưng mà ở đây nó có một cái là phòng ngủ master của nó thì nó dựa đầu vào cái bếp của nhà hàng xóm. Đấy là một trong những cái lưu ý đấy. Thì mỗi một dự án chung cư. Thế thì bây giờ nếu mà lựa chọn hai căn hộ này, căn hộ số 3 và căn hộ số 4 thì Hòa sẽ khuyên là lựa chọn căn hộ số 4. Bởi vì căn hộ số 4 này nó sẽ không bị cái phạm đó. Đấy, thì chúng ta phải lưu ý cái điều đó. Thì đấy là đầu giường anh chị, không đặt ở những vị trí là dựa tường vào bếp này, tường chung tường với nhà vệ sinh này, chung tường với phòng thờ này. Tức là không phải chung tường dựa lưng vào, anh chị hình dung ví dụ đây để bàn thờ ở đây. Bàn thờ ở đây, chúng ta đứng ở đây lễ thì chúng ta không được để dựa cùng chung một cái tường như thế. Đó, thì đây phòng ngủ anh chị, phòng ngủ. Và phòng ngủ thì chúng ta có đằng sau rồi đúng không? Thì phía trước của chúng ta như vậy.
Phía trước thì chúng ta sẽ tránh là cửa sổ. Nhưng mà nếu mà cửa sổ thì khi đêm ngủ chúng ta phải đóng cái cửa sổ lại. Nếu mà ở phía trước, cái chân giường ấy, nó là cái cửa sổ. Cái tiếp theo đấy, thường là bây giờ chung cư chúng ta hay thiết kế một cái kệ tivi ở đây. Đó, và chúng ta nằm chúng ta xem tivi cho tiện, đúng không nào? Nhưng mà nếu mà như Hòa nghĩ rằng là phòng ngủ thì chúng ta không nên để các cái thiết bị như tivi ở cuối chân giường này để xem. Ví dụ chúng ta đi khách sạn một vài hôm thì không sao, nhưng mà thường nếu mà chúng ta để như thế quá lâu ấy thì nó sẽ ảnh hưởng, bởi vì nó có từ trường anh chị, nó sẽ ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của chúng ta, và hình dung chung là trong quá trình thời gian dài thì nó mới tác động đến cái cơ thể của chúng ta. Thì chúng ta cũng sẽ kiêng không nên để tivi, thiết bị điện tử ở đuôi giường. Đó, thế đấy là những cái vị trí để mà tránh. Chúng ta sẽ không để tường, chung tường với một số như là bếp, như là phòng thờ, như là nhà vệ sinh là cực kỳ kiêng. Đặc biệt ví dụ anh chị dựa lưng vào nhà vệ sinh đây, quay giường mà vào đây. Nhiều người cứ xem theo hướng anh chị, kê giường theo hướng của mình, nhưng mà thực tế các cụ mình có câu là nhất vị nhị hướng anh chị. Cái vị trí nó mới là quan trọng nhất, sau đó mới đến cái hướng anh chị. Bởi vì anh chị hình dung như này, một căn nhà anh chị chọn cái hướng hợp với anh chị. Nhưng mà con của anh chị ở về sau, ví dụ anh là Đông Tứ Trạch, con của anh lại là Tây Tứ Trạch, thế thì không lẽ là nó không thể ở căn nhà đó được nữa hay sao, đúng không anh chị? Cái yếu tố đó nó sẽ là tác động ít hơn nhiều, và chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể xử lý được các cái khác. Còn về cơ bản phong thủy ở đây theo cái góc nhìn của Hòa, nó là cái sự hài hòa, cái sự hợp lý để nó không ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta đó anh chị. Bởi vì anh chị dựa vào nhà vệ sinh ấy, thì cái đầu óc của chúng ta nó sẽ không được minh mẫn. Bởi vì sao ạ? Chúng ta không, nó không được yên anh chị, nó không được yên. Ở trong cái đường nhà vệ sinh này có những cái luồng nước nó luôn luôn di chuyển, nó tạo ra những cái năng lượng anh chị. Rồi là những cái nhà vệ sinh người ta dùng thì người ta xả nước, nó tạo ra những cái tiếng ồn, nó tạo ra những cái sự không yên tĩnh, không an tĩnh, thì dần dần chúng ta sẽ không, cái đầu óc của chúng ta nó không an yên được. Nếu mà giải thích theo một cách logic nó là như thế. Còn nếu dưới góc độ phong thủy là chúng ta nên tránh những cái vị trí đó. Như là đầu giường này mà tựa vào bếp đây thì nó cũng sẽ không tốt. Đó, thì đấy là cái cách chúng ta lựa chọn cái căn hộ chung cư. Đấy, nếu mà chọn căn hộ chung cư như thế này rồi thì vào trường hợp như này thì chúng ta sẽ làm thế nào? Đó, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ phải xoay cái giường lại, thì đấy là một trong những cái chúng ta có thể lưu ý. Còn ví dụ được quyền chọn cái căn 3, căn 4 này thì chúng ta chọn căn số 4. Đấy sao ạ? Căn số 4 này nó không bị cái yếu tố đó. Giường ngủ này đối nó dựa vào đầu giường ngủ này thì nó yên tâm hơn. Đấy. Tiếp theo nữa là gì? Thường có một số căn hộ chung cư ấy, ngày xưa xưa làm ấy, là nó có cái rầm anh chị. Thì cái rầm mà ví dụ ở đây là cái rầm nó rộng, nó lớn, mà nó chúng ta ở trên đầu giường này cũng chúng ta tránh nhé anh chị. Còn bây giờ các dự án chung cư nó là tường phẳng, nó không có rầm thì không sao cả. Thì nếu mà nó có rầm này, chúng ta đi xem thực tế mà nó có cái rầm trên cái đầu giường này là chúng ta tránh, không để cái vị trí đầu giường ở đây, mà có thể là đảo ngược lại về phía này anh chị. Đó, để tránh cái đó ra anh chị nhá. Đó, thì cái căn này vẫn có thể xử lý được bằng việc là chúng ta đảo đầu giường sang bên này, thì căn số 3 vẫn ok. Đấy, có thể là như thế, thì hai cái đầu giường vào nhau thì nó sẽ tốt. Đó, thì còn cái việc mà rầm nó ở trên bếp cũng xấu. Đó, còn ví dụ như là chúng ta nhà chung cư ấy thì thường chúng ta sẽ xếp theo trục lên cái vị trí trên và vị trí dưới, thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm lắm, nhưng mà nó cũng sẽ tránh những cái điều tương tự như là bếp, như là tránh nhà vệ sinh ở trên, hay là tránh phòng thờ. Chúng ta ở trên dưới phòng thờ các thứ thì nó cũng không tốt. Đó, thì thường là như thế, chúng ta sẽ tránh những cái điều như vậy. Đó, thì mọi người lưu ý một số cái điểm là khi mà chúng ta lựa chọn căn hộ chung cư là chúng ta sẽ làm như thế để cho nó được tốt hơn anh chị. Đấy là trong trường hợp phòng ngủ của anh chị nhá. Thế thì bây giờ có những cái vị trí như vậy là cái vị trí quan trọng nhất khi mà chúng ta lựa chọn căn hộ chung cư, đúng không anh chị? Còn ngoài ra chúng ta có trường hợp là gì? Có những căn hộ duplex. Căn hộ duplex thì sao ạ? Căn hộ duplex thì có thêm cái cầu thang. Thì khi mà nó có thêm cái cầu thang như này thì chúng ta sẽ chú ý cái vị trí của căn hộ, cái cầu thang. Thì như Hòa nói rằng là gì? Nếu mà những cái chủ đầu tư họ hiểu về phong thủy ấy, họ sẽ không bao giờ thiết kế cái cầu thang nó nằm ở giữa cái tâm nhà. Ví dụ cầu thang họ không bao giờ thiết kế ở vị trí này. Nếu mà họ có hiểu biết về phong thủy, họ sẽ không bố trí cầu thang ở vị trí này. Đó, thì nhưng tất nhiên là trong nhà dân ấy, nhiều người sẽ bố trí cái cầu thang ở giữa cái tâm nhà. Nó là cái điều rất là xấu. Chúng ta cần lưu ý là cầu thang không được để trung tâm của cái nhà của mình, và không được để đối diện vào cửa chính. Đó, thì ví dụ như chủ đầu tư này họ sẽ không bao giờ để cái cầu thang ở vị trí này, vừa là tâm nhà lại vừa nhìn vào cửa chính. Thì theo cái quan niệm phương Đông ấy, là nó sẽ lấy mất tài lộc của chúng ta. Tài lộc của chúng ta bị chảy đi mất. Nói như vậy để cho anh chị dễ hiểu. Nhưng mà nói theo cái cách mà giải nghĩa theo một cách logic là tức là khi mà anh chị để cửa chính thì khi anh chị đi về cái luồng khí đó nó đi sọc thẳng lên cái tầng 2 của chúng ta, nó sẽ là không tốt. Đó, ý hiểu là như vậy. Đó, và chúng ta sẽ không để cái vị trí tâm nhà. Đấy là
Cái tiếp theo nữa là trên cầu thang thì không nên tận dụng cơi lưới để mà làm thêm cái vị trí phòng ngủ bên dưới chân cầu thang, hay là các cái vị trí bếp ở dưới cầu thang đó đó, hay là ở phố ấy, chúng ta hay làm nhà vệ sinh dưới chân cầu thang, thì những cái đó là nó sẽ không được tốt lắm đó. Anh chị lưu ý các cái điều như vậy thôi. Thì đấy là một số những cái lưu ý trong cái việc lựa chọn căn hộ chung cư sao cho nó phù hợp đó. Còn đấy là những cái yếu tố mà anh chị cần lưu ý khi để anh chị lựa chọn được một căn hộ chung cư nó phù hợp đấy. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có một cái yếu tố nữa, đó chính là cái hướng, đúng không anh chị? Cái hướng của nhà, đúng không anh chị? Cái hướng của nhà thì thực tế trong cuộc sống ấy, chúng ta nên tránh cái hướng chính tây anh chị, bởi vì hướng chính tây thì nó mang lại cái không khí, cái sự nóng. Ngoài cái việc đó ra thì liên quan đến phong thủy, chia sẻ với anh chị như này: một căn nhà ấy, mà cái luồng lưu chuyển về khí này, nó động lại để cho căn nhà thì căn nhà đó nó sẽ tốt anh chị, căn nhà đó nó sẽ tốt, tức là trong nhà nó sẽ được bố trí nhiều đồ đạc, nó không bị trống anh chị, thì nó sẽ càng tốt. Và một căn nhà mà ít ánh sáng tự nhiên là nó sẽ tốt anh chị. Nói như này thì sẽ là anh chị sẽ thấy rằng là nhiều căn hộ ở đây kính như này, nhưng mà có kính như này anh chị phải làm thêm rèm anh chị, để lúc nào cần thì chúng ta mở ra, còn bình thường chúng ta phải đóng nạm đó. Thì cái thôi, nói giải thích cái lý do sâu xa thì hôm nào Hòa sẽ làm một cái clip riêng nói về cái chủ đề nhà tối, đúng không ạ? Nhà tối thì lại tốt hơn là nhà sáng dưới góc nhìn về phong thủy anh chị, thì để mà chia sẻ với anh chị một góc nhìn khác về cái một cái chủ đề này. Còn hôm nay thì Hòa sẽ chia sẻ với anh chị để mà lựa chọn một cái căn hộ chung cư nó phù hợp với cái mong muốn, cái nhu cầu của gia đình mình, thì mình cần phải lựa chọn những cái vị trí, những căn hộ chung cư có cái sự bố trí và bài trí khoa học và hợp lý. Đó thì đấy là một cái số cái điều cơ bản, thì không biết là Hòa có quên cái điều gì không, thì đấy là một số cái điều cơ bản để chúng ta có được cái sự lựa chọn một căn hộ chung cư sao cho phù hợp ở các cái vị trí. Thì mong rằng là sau cái video này thì sẽ giúp anh chị có thêm được một số cái ý tưởng để anh chị có thể lựa chọn được thêm những cái căn hộ chung cư phù hợp anh chị nhá. Và nếu như anh chị nào mà đang tìm hiểu những cái căn hộ chung cư, những dự án chung cư mà nhà tốt đang thực hiện, thì muốn Hòa có thể là tư vấn trực tiếp cho anh chị thì hãy đừng ngần ngại liên hệ với nhà tốt qua số hotline bên dưới màn hình, cũng như là đường link mô tả bên dưới video này. Và nếu anh chị thấy video này là hữu ích thì hãy chia sẻ video này với những người đang quan tâm tìm hiểu đến căn hộ chung cư, muốn lựa chọn được một căn hộ chung cư nó phù hợp, nó như ý và nó mang lại tài lộc, mang lại hạnh phúc và sự giàu có đến cho anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.